Ok, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái em dragon vô cùng là xinh đẹp, Sevening, hay còn gọi là rồng mặt bự. Ôi trời ơi, chú rồng này, wow, nó có một cái lưỡi chào bá lửa luôn các bạn ơi, dùng để liếm quen cái bản mặt của nó. Quá tuyệt vời không mặt trời. Anh ta sẽ đẩy cho nó lên level 15 và unlock được cái chiêu cuối nha các bạn. Tuyệt chiêu cuối là tuyệt chiêu băng. Rồi chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gồng mặt bự. Ô quên, đây đang đua Heric luôn. Anh ta sẽ tranh thủ đi làm cái nhiệm vụ khó khăn ghê cấn này nha. Phải thu hoạch búp các bạn à. Hiện tại là nó đang cần ôi trời ơi, giờ này anh ta mới có mission 4 à, lab 1 thôi. Cố gắng rồi, bây giờ thì bước vào cái khu vực Les. Sẽ kêu rồng bé mặt bự ra để đi chiến đấu cho các bạn xem nha. Đây, bé mặt bự. Bự ha bựa, bựa đi, ok. Bé mặt bựa các bạn ơi. Nhìn ngầu ghê luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên nha. Anh ta đang cố gắng là đua Heric các bạn. Và dường như là team của người ta đua rất là ghê luôn. Mới đây lên lớp 5 ngồi rồi. Anh ta bỏ bê rồi là mới có một ngày thôi. Qua tới bữa nay. Đây cố lên 22 à. Bé mặt bự ơi, ra phụ. Thôi thôi em vô nghỉ đi, cho cái con này ra đi. Đó. Wow, dưới chân nó có một cái luồng khí mà khí băng các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây, con rồng tuyệt vời của chúng ta, bé mặt bự. Ôi trời ơi, tuyệt chiêu vô cùng bá đạo là đứng tại chỗ dậm chân. Chú ấy nghĩ với đôi chân của chú ấy đủ sức để hạ tên bạn luôn. Wow, và anh em à, xem video thì đừng quên bấm subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh HNT Channel và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để khi mà HNT ra video hay là livestream thì anh em chúng ta có thể gặp nhau xem gió cho vui. Ok, còn bây giờ thì không đợi các bạn chờ đợi lâu nữa. Hốt con mèo luôn. Mèo con. Một hit và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đại chiến trong khu vực. Wow. Con này là sư tử ha các bạn. Đây là rồng sư tử luôn. Nó có đôi cánh thuần khiết à. Ôi, đôi cánh rất là đẹp và sang chảnh luôn á. Krasabo. Wow, đây là tên của cái chú rồng level 15 này. Cho bé mặt bự ra solo luôn. Ôi trời ơi, 5000 mấy. What? Cái gì? Nó mạnh kinh khủng luôn. Thôi ôi, nó trẻ hơn nhau cái chữ thôi mà tên bạn nó quýnh một cái một mình ngã ngựa luôn á. Không thể tin được. Wow, cái gì? Chúng ta lên được chữ A rồi. Một cái chữ rồi là rất là ghê gớm đây. Trời ơi, công nhận con này luyện chữ nó lên nhanh ghê luôn. Anh ta cứ có cái gì đưa nó ra đập là nó cứ lên. Ôi, hiện tại là lên được 32.000 máu rồi. Con này phải cho nó một ngôi sao nữa, chắc là nó sẽ mạnh lắm luôn ấy. Ôi trời ơi, đến với bé rồng có đôi cánh này giống như cái con rồng gỗ vậy. Nguyên cái cánh của nó làm như là bằng gỗ ấy các bạn. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Thể đất luôn. Hãy xem sức mạnh của bé mặt bựa. Wow, cái lưỡi nó dài thòn lòn luôn. Không thể tin được. À, bây giờ ra đi thu hoạch cái nè. Trời ơi, nãy giờ nó ra 30 giây là nó ra một lần rồi. Ở sao mình thu hoài mà nó không chịu ra búp dây. Ôi, em số hạng 7 em ngồi luôn rồi mấy anh ơi. Mấy anh làm ăn kiểu gì đâu mà để em số hạng 7 luôn rồi. Và hai cái con này nó yêu nhau còn tiếng nữa là sẽ ra nè. Không biết ra cái con gì đây. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái khu vực West nha. Khu vực West đây có gì thú vị không? Wow, có bé Su. Bé Su KK của HNT hiện tại đang level 20 và lên tới chữ C rồi. Quay tay đại pháp vừa hạ gục thành công. Ôi trời ơi,
có những cái trái cây để trên người và sẵn sàng lao ra như những viên đạn luôn. Thấy ghê vậy. Nó sốc mất cái con su của mình rồi. Phải nói rằng em rất là ghê gớm và hổ báo luôn ấy. Rồng tia chớp thể hiện sát thương là 17.000. Wow, em ấy lên nữa rồi. Em ấy đã nhảy lên tới chữ C cộng rồi. Wow, cái gì? Em ấy lên một cái tầm cao mới nữa rồi các bạn. Không thể tin được. Mấy con này nó lên gì mà lên nhanh thế. Wow, tiếp tục luôn. Bé Su vẫn được ra thể hiện. Quay tay đại pháp liền. Không biết rằng cầm cự nổi hay không đây. Con cắt kè hả? Ô, con rồng gì mà đẹp hết vậy. Cái lưỡi nó dài thòn lòn luôn á bà con cô bác ơi. Ôi, hai hệ lá luôn rồi, con rồng hai hệ lá. Sao để lai ra được hai cái con này ta? Wow, cái này dùng để làm cái gì nhỉ? Là hai tay không biết cái đó nó dùng để làm cái gì ấy. Dùng để chơi hạt vanh hay cái gì đấy. Còn khoảng một tiếng nữa là nó hết rồi, nghĩa là mình sẽ không lấy được cái con chim ưng đó. Wow, anh bạn cầm kiếm đỏ này nhìn ngầu ghê vậy. Ôi trời ơi, giống như trong cái bộ phim Pokemon vậy. Con này là hệ gì đấy? Hệ huyền thoại hả? Wow. Rồi, sau một hồi chiến đấu kịch liệt vất vả ra thu búp tiếp. Ôi, được 3-4 cái búp luôn cơ. Ôi trời ơi. Tốn viên game bỏ qua đi cho nó nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta đi ra cho một con rồng ăn. Kiếm con nào level thấp thấp đi. Mấy con mà level cao là mình ăn tốn lắm luôn á bà con. Đây đây, lên luôn. 1, 2, 3, 4. Đủ chưa? 5 cái là được rồi. Còn cái nữa thôi, bỏ viên game qua cho nó lẹ đi. Wow, lên lớp 2 nhận được 40 mảnh. Rồi, đi thu búp tiếp các bạn ơi. Đây, cứ việc tranh thủ mình làm được cái gì thì mình cứ việc xuống sát mình làm cái đó. Rồi, sau tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến với đây, arena nha. Wow, hắn ta nghĩ đó là sẽ mang hai con chiến binh ngầu này ra. Ba con Mithy. Đó, đem ba con Mithy ra quýnh cho nó sướng nè. Action. Xúc luôn anh ơi. Một hit một em, 20 cái giây. Trời ơi, cứ tưởng đâu đó là đã hốt hàng được, ai ngờ đâu nó còn. Wow, ngầu thế. À, chắc cho chiến binh rừng xanh ra đi nha, chứ con kia mình gần hết máu rồi. Khả năng bắn đạn của pháp sư cơ. Nguy hiểm. Ây cha ơi, mém chết. Mém chết em anh ơi. Ôi, nó mạnh ghê thiệt. Wow, được 3 điểm rồi. Cố lên nè. Còn lên một chữ nữa coi như là chúng ta sẽ maximum rồi. Wow. Ừ, con này nó mạnh. Không phải chứ. Rồng hủy diệt mà. Hai ngôi sao mà nó quýnh thằng nhỏ muốn tắt luôn. Ô la la. Cho em xuống sát anh luôn nè. Trời ơi, 26.000 các bạn. Ôi trời ơi, em lên chữ nữa rồi mấy anh ơi. Em lên tới chữ B rồi. Thôi đi ra thu hoạch cái các bạn. Đi ra thu hoạch búp cái. 30 giây chúng ta cứ việc tranh thủ ra. Thấy là sút liền. Wow, nhạc nghe rất là sung sức luôn. Đang rất là sung nè. Còn bây giờ thì trời ơi, Sanderson hả? Đam lên luôn anh ơi, 30% lận á. Cộng thêm được 30% thì mình rất là mạnh luôn nha các bạn. Cái gì chứ dòng ép đam kiểu này thì wow. Ulala, Savi sút luôn. Tuyệt vời ông mặt trời.
Bây giờ chúng ta gặp luôn cái hệ H là sao vậy? Trong đây nó cấm chữ H nè. Có ai thấy không? Có ai thấy giống HNT không? Đây nó cấm chữ H mà tại sao mấy con này cấm H mà nó được ra đây nó đánh? Cái này nó có cái gì đó nó sai sai rồi đó. Lâu lắm rồi HNT không gặp lại mấy con này cho nên mình quyết định mình xúc nó luôn. Chứ thật sự mà nói đi, mấy con này nó mạnh lắm nha các bạn. Mấy con này là cấp H level 35 nè. Trời ơi, mình mới level 30 à. Ôi, cuộc chiến không cân sức mấy anh ơi. Cuộc chiến này thật sự là không có cân sức ấy. Em muốn hết sức chứ mấy con này luôn rồi. Chắc có lẽ là mình phải hy sinh chiến binh mặt trời rồi. Không chịu đựng nổi sát thương nó quá mạnh. Rồi bây giờ chơi với cái em. Ôi trời ơi, thua rồi. Trời ơi, team bạn mạnh kinh khủng. Trời ơi, bà gì sao kỳ vậy? Cuộc sống không công bằng với anh rồi. Trời ơi, chơi gì đâu mà người ta tại sao lại cho được mấy con H ra, mình thì không chứ hả? Con H của mình nó bắt ngủ trong nhà trong khi con H người ta lòi ra nó đánh. Wow, sói ca dữ vậy. Em sợ anh luôn. Cố lên nào quả ớt sừng trâu. Căng rồi, thật sự mà nói thì cái này nó căng rồi. Chúng ta không đùa với cái em này được. Ok, và anh em nhớ bấm subscribe kênh HNT Channel nha mọi người. Mở thông báo lên, khi HNT ra video các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với HNT cho vui nha. Ôi trời ơi, nó mạnh quá cơ. Không xong rồi đại dương ơi. Tem bạn nó mạnh ngoài dự kiến rồi. Wow, không thể tin được. Và đây là sự nỗ lực cuối cùng rồi. Rồi, máy này nó chơi không có công bằng với mình không chơi với nó được. Không có một cái búp luôn hả? Cái gì mà nhỏ dữ vậy? Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.